Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, mới đây ngày 8 tháng 6 năm 2020, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia Anh. Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Manchester phát hiện một nguồn phát sóng vô tuyến FRB bí ẩn trong vũ trụ. Nó cứ lặp lại sau 157 ngày. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Đây có phải là những tín hiệu của một nền văn minh ngoài trái đất hay không? Hãy cùng Tốt Thú Vị đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Tốt Thú Vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. FRB là những đợt bùng phát vô tuyến trong thời gian cực ngắn. Nó chỉ diễn ra từ một phần nghìn giây cho đến vài mili giây. Nhưng nguồn năng lượng của chúng phát ra lại cực kỳ mạnh mẽ. Nó có thể tương đương với tổng năng lượng của mặt trời hoạt động trong một thế kỷ. Các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện ra một FRB là vào năm 2007. Và nguyên nhân của những đợt bùng phát này vẫn là một điều bí ẩn trong hơn một thập kỷ qua. Hầu hết nguồn gốc của các FRB ở rất xa, thông thường chúng đến từ ngoài thiên hà Milky Way của chúng ta. Và mới đây, các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Manchester của Anh, họ vừa công bố phát hiện ra chu kỳ của một nguồn FRB. Và công trình nghiên cứu này đã được đăng tải trên tạp chí của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia ngày 8 tháng 6 năm 2020. Qua đó, chu kỳ phát xạ vô tuyến được phát hiện là FRB 121102. Chỉ cần nhìn vào cái tên thôi, chúng ta đã biết đây là nguồn phát xạ được phát hiện lần đầu vào ngày 2 tháng 11 năm 2012. Nhưng cho mãi đến tận ngày nay, các nhà khoa học mới phát hiện ra chu kỳ hoạt động của nó. Để phát hiện được chu kỳ này, các nhà khoa học đã sử dụng kính viễn vọng Lovell, một đĩa radio rộng 76m, theo dõi nó trong suốt 5 năm. Trong quá trình quan sát, họ nhận thấy nguồn FRB này cứ bùng lên trong 90 ngày, rồi sau đó lại im lặng trong 67 ngày. Và chu kỳ đó cứ lặp lại sau 157 ngày. Với nguồn phát xạ vô tuyến FRB 121102, nó được xác định nằm trong một thiên hà cách trái đất khoảng 3 tỷ năm ánh sáng. Đây là một khoảng cách rất xa trong vũ trụ, vậy mà tín hiệu đó ở trái đất chúng ta vẫn có thể tìm thấy nó. Điều này chứng tỏ năng lượng của nó phát ra phải cực kỳ mạnh mẽ. Tính đến thời điểm hiện tại, nhân loại đã phát hiện ra khoảng hơn 100 FRB trong vũ trụ. Nhưng chúng ta đều không biết được đằng sau những nguồn phát xạ vô tuyến cực mạnh này là cái gì. Có hai giả thuyết hình thành các FRB được các nhà khoa học đưa ra. Thứ nhất là sự hợp nhất của hai sao neutron. Thứ hai, đây là hoạt động của một nền văn minh ngoài trái đất. Và bây giờ, chúng ta cùng đi tìm hiểu xem hai giả thuyết này các nhà khoa học lập luận chúng như thế nào nhé. Giả thuyết thứ nhất, FRB được tạo ra bởi sự hợp nhất của hai sao neutron. Như chúng ta đã biết, sao neutron là những lõi bị nghiền nát từ một ngôi sao khổng lồ bị sập xuống bởi chính sức nặng của nó. Hiện tượng sụp đổ xảy ra khi ngôi sao ấy hết năng lượng và phát nổ dưới dạng một siêu tân tinh. Chính bởi vậy, đây là một trong những vật thể đậm đặc nhất trong vũ trụ. Chỉ cần một thìa vật chất của nó có thể nặng lên tới hàng tỷ tấn khi đặt trên trái đất. Ngoài ra, lớp vỏ ngoài của nó có thể cứng hơn thép 10 tỷ lần. Chưa hết, sao neutron cũng sở hữu một trong những từ trường mạnh nhất vũ trụ. Các nhà thiên văn học dự đoán rằng sao neutron có từ trường mạnh nhất sẽ lớn hơn từ trường của trái đất khoảng 100.000 tỷ lần. Lần đầu tiên, các nhà khoa học quan sát được sự va chạm của hai sao neutron là vào năm 2017. Vụ va chạm được ghi nhận lại qua các trạm kính thiên văn có tên GW170817 và diễn ra cách trái đất 130 triệu năm ánh sáng. Sau vụ va chạm, các nhà khoa học đã phân tích toàn bộ những gì nó có thể tạo ra. Theo đó, họ phát hiện thấy rất nhiều sóng hấp dẫn, ánh sáng và các kim loại nặng, nhưng rất tiếc họ không thể tìm ra nguồn sóng vô tuyến FRB. Và các nhà khoa học cho rằng có lẽ cần có sự hợp nhất của hai sao neutron cực nặng mới có thể tạo ra nguồn FRB này. Chính vì vậy, đây cũng chỉ là một giả thuyết mà các nhà khoa học đưa ra và không biết đến khi nào nhân loại mới chứng kiến được hai ngôi sao neutron cực nặng hợp nhất với nhau. Chúng ta hãy cùng chờ xem, biết đâu rằng trong một tương lai không xa, nhân loại sẽ có cơ hội chứng kiến sự hợp nhất của hai ngôi sao neutron siêu nặng và lúc đó chúng ta sẽ kiểm chứng được giả thuyết nguồn phát FRB được tạo ra bởi sự hợp nhất của hai sao neutron là đúng hay sai.
Giả thuyết thứ hai, FRB được tạo ra bởi một nền văn minh tiên tiến. Giả thuyết này nghe qua có vẻ viễn tưởng, nhưng các nhà khoa học cũng đã có những công trình nghiên cứu riêng của mình về vấn đề này. Theo đó, vào tháng 3 năm 2017, một nghiên cứu đến từ các nhà khoa học tại Đại học Harvard, họ cho rằng có thể những nguồn phát xạ vô tuyến FRB mang lại sức mạnh cho tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Các nhà nghiên cứu đã lập danh sách quan sát 20 nguồn phát sóng vô tuyến FRB trong vũ trụ. Tất cả chúng đều xuất phát từ những khu vực rất xa, cách trái đất hàng tỷ năm ánh sáng. Theo nhóm nghiên cứu, các nguồn phát FRB được người ngoài hành tinh tạo ra để giúp cho các phi thuyền của họ có thể di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Những chiếc tàu này sẽ được trang bị những cánh buồm nhẹ, khai thác động lượng được truyền bởi các photon, giống như những cánh buồm của những con tàu thông thường khai thác năng lượng từ gió. Một máy phát vô tuyến khổng lồ có thể được chế tạo ra từ việc thu thập ánh sáng của các ngôi sao. Sau đó, chúng được phát ra để đẩy các tàu vũ trụ du hành liên sao. Các nhà khoa học cho rằng, nếu một máy phát được tạo ra như vậy, về mặt lý thuyết thì nó có thể điều khiển tàu vũ trụ nặng tới 1 triệu tấn. Họ cho rằng, về mặt công nghệ thì việc tạo ra một máy phát như vậy là khả thi, nhưng nó vượt qua khả năng hiện tại của con người. Bởi vì theo nhóm nghiên cứu, để tạo ra một cỗ máy phóng FRB thì cần có một diện tích gấp 2 lần trái đất để thu thập năng lượng từ mặt trời. Ở trong giả thuyết này, tuy nó mang nhiều tính tưởng tượng, nhưng có lẽ nó cũng đáng để chúng ta phải xem xét. Và đương nhiên, nhóm nghiên cứu cũng không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh giả thuyết của mình là đúng. Và cho đến nay, nguồn gốc của các FRB trong vũ trụ vẫn còn là một bí ẩn lớn của các nhà khoa học. Và đôi khi, những sự kiện thiên văn mà chúng ta không thể giải thích, chúng thường được quy chụp cho những nền văn minh khác ngoài trái đất. Kể ra cũng đúng thôi. Vũ trụ bao la có hàng tỷ thiên hà, trong mỗi thiên hà lại có hàng trăm tỷ ngôi sao, và trong mỗi ngôi sao có thể có các hành tinh ở đó. Chính bởi vậy, xác suất để có sự hiện diện người ngoài hành tinh trong vũ trụ là rất lớn. Mới đây thôi, các nhà nghiên cứu tại trường đại học Nottingham của Anh đã công bố thiên hà Milky Way của chúng ta có thể chứa tới 36 nền văn minh khác. Công trình nghiên cứu này cũng được đăng tải trên tạp chí Vật lý Thiên văn ngày 15 tháng 6 năm 2020. Qua đó họ cho rằng sự sống trên trái đất ít nhiều đại diện cho sự tiến hóa ở bất kỳ đâu trong vũ trụ. Trên một hành tinh đất đá, nằm trong một khoảng cách phù hợp với sao chủ, sau khoảng 5 tỷ năm sự sống kiểu trái đất sẽ được hình thành. Đó là những lập luận của các nhà khoa học khi trình bày về công trình nghiên cứu của mình. Nhóm nghiên cứu đã tính toán sự phân bố tuổi của các ngôi sao trong dải ngân hà, tìm kiếm những ngôi sao có tuổi đời ít nhất khoảng 5 tỷ năm tuổi. Và họ cho rằng đây là tuổi đời tối thiểu của một nền văn minh xuất hiện xung quanh một ngôi sao. Họ phát hiện ra rằng 97% các ngôi sao trong dải ngân hà đã già hơn 5 tỷ năm tuổi. Hệ mặt trời của chúng ta đang có tuổi đời khoảng 4,6 tỷ năm tuổi, là một thành viên tương đối mới nếu so với các ngôi sao khác trong dải ngân hà. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã tính toán số lượng những ngôi sao đủ ổn định để lưu trữ các hệ thống hành tinh. 1/3 trong số những ngôi sao lớn hơn 5 tỷ năm tuổi đủ điều kiện này. Tiếp theo, bằng cách sử dụng những gì các nhà thiên văn học biết về sự phân bố của các ngoại hành tinh, các nhà nghiên cứu đã ước tính số lượng các hành tinh đất đá nằm trong khu vực có thể ở của những ngôi sao đó. Cuối cùng, họ đặt ra giới hạn thời gian để một nền văn minh có thể giao tiếp được sẽ mất thời gian khoảng 100 năm. Kết quả, nếu sự sống trên hành tinh khác đi theo quỹ đạo tương tự như trên trái đất thì có 36 nền văn minh ngoài trái đất đang chia sẻ dải ngân hà với con người ngày nay. Điều này có nghĩa, nếu các nền văn minh được phân bổ đồng đều trong dải ngân hà thì cứ mỗi khoảng cách 17.000 năm ánh sáng, chúng ta sẽ gặp một nền văn minh. Đây cũng là một khoảng cách rất xa, bởi vậy chúng ta vẫn chưa liên hệ được với bất kỳ một nền văn minh nào khác ngoài trái đất. Các nhà khoa học tính toán rằng, nếu một nền văn minh ngoài trái đất phát đi tín hiệu ra ngoài vũ trụ, con người trên trái đất sẽ mất khoảng 3.060 năm để thu được tín hiệu đó. Điều này có nghĩa, để thiết lập một cuộc trò chuyện hai chiều với một nền văn minh như vậy, nhân loại và người ngoài hành tinh sẽ mất khoảng 6.120 năm để liên lạc. Con số này là kết quả của việc đánh giá lại phương trình Drake nổi tiếng do nhà thiên văn học Frank Drake người Mỹ đề xuất vào năm 1961 dùng để xác định số lượng nền văn minh tiên tiến có thể tồn tại trong thiên hà của chúng ta. Mục đích chính của phương trình này không phải là xác định chính xác số lượng nền văn minh, mà là tìm hiểu các cơ chế ảnh hưởng đến sự tồn tại của các nền văn minh đó.
Phương pháp cổ điển xác định số lượng nền văn minh thông minh dựa trên việc phỏng đoán giá trị liên quan đến sự sống. Trong đó, các quan điểm về đề tài này là rất khác nhau. Nghiên cứu mới của chúng tôi đơn giản hóa các giả định ban đầu này, đồng thời cho chúng tôi cái nhìn chắc chắn về số lượng nền văn minh trong thiên hà của chúng ta, nhà khoa học Tom Westby ở Đại học Nottingham cho biết. Nhưng trong nghiên cứu này, rất nhiều các nhà khoa học cũng đặt ra nghi vấn. Có những câu hỏi mà nhóm thực hiện nghiên cứu vẫn còn đang bỏ ngỏ, đó là có phải sự sống sẽ phát triển trên bất kỳ hành tinh đất đá nào nằm trong khu vực có thể sống của ngôi sao như mặt trời? Liệu sự sống thông minh có thực sự xuất hiện sau 4,5 tỷ năm? Đây có lẽ sẽ là những câu hỏi mà nhân loại chưa thể trả lời, và chúng ta sẽ cần thêm nhiều thời gian để nghiên cứu và khám phá vũ trụ. Vậy là hôm nay, tốt thú vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn xoay quanh sóng vô tuyến SRB. Nếu đây là một sản phẩm của một nền văn minh tiến bộ thì chắc chắn rằng trong vũ trụ của chúng ta sẽ tồn tại rất nhiều nền văn minh khác nhau. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu thấy video hay, hãy like, share và comment bình luận của mình bên dưới video để ủng hộ tốt thú vị nhé. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng tốt thú vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.